Ok, hello mọi người. Hôm nay đã là một ngày cũng khá là gần Tết rồi, thì dĩ nhiên các anh em sẽ bắt đầu là chuẩn bị cho cái hành trình nhận lương thưởng Tết và chuẩn bị đi về quê ha. Thì dĩ nhiên mà khi chúng ta đi một cái quãng đường dài về quê rồi thì những ngày còn lại chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ rửa xe sạch sẽ và làm cho chiếc xe chúng ta thiệt là đẹp để trưng cùng với những cái chậu mai, chậu kiển nhà ta để trước nhà để mọi người nhìn vô để biết là mình ây da, có một con xe thật là đẹp, thật là xinh lung linh. Thì dĩ nhiên ở cái những cái ngày cận Tết như thế này á mà chúng ta đem ra tiệm thì không cách nào mà người ta làm cho mình sẽ đẹp được và giá cả còn cao nữa. Thì đây sẽ là một cái mẹo để cho cái dàn áo của xe bạn sẽ được bóng xinh đẹp ở những ngày Tết mà không cần phải quá nhiều thời gian, hoặc là không cần phải đem đi những cái tiệm spa rửa làm dưỡng các kiểu. Các bạn chỉ cần nguyên vật liệu duy nhất đó chính là hai chai. Một chai là dưỡng nhựa bóng, là tôi cầm bên tay này là chai Win, và một chai là chai dưỡng nhựa nhám, đây là Matte. Nhớ nha, Matte là nhám, Win là bóng. Thì chỉ với hai cái chai này chúng ta có thể xử lý được toàn bộ mọi loại xe ở trong nhà của chúng ta. Cứ chiếc nào mà có dàn áo bóng thì sẽ Win, và chiếc nào dàn áo nhám thì chúng ta sẽ Matte. Và mình bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn xem là nó sẽ có hiệu quả như thế nào ha. Thì đây là một con Cirrus với một dàn áo màu đỏ bóng, và bên đây là một con Honda Winner với một cái dàn áo màu đen mờ. Thì hai chai này có thể sử dụng được cho nó ngay và luôn. Và cái lợi điểm của nó là trên thị trường hiện giờ là chỉ có sản phẩm của lớp 71 với Win và Matte là cái loại mà sử dụng là dạng xịt. Thì cái loại dạng xịt này á, chúng ta xịt xong chỉ cần rất là đơn giản, xịt đo sau hết, sau đó lấy cái khăn vuốt nhẹ một cái là toàn bộ dàn áo mình nó đã bóng bẩy xinh tươi hết rồi, không cần phải có nhiều cái thao tác. Và dĩ nhiên với cái một cái chai mà đã dung tích là 600ml thì sẽ được xài rất là nhiều lần. Rồi bây giờ mình sẽ không lòng vòng gì nữa, mình sẽ bắt đầu vào. Thì khi mà chúng ta khui cái nắp ra thì nó sẽ có cái siêu ở trên nắp này, chúng ta lắc đều. Đó, lắc đều và bứt cái siêu ra. Rồi, lắc càng nhiều càng tốt. Rồi, dung dịch nhiều khi nhiều người không biết, tôi tưởng tôi đang xịt sơn lên cái xe tôi, nhưng không phải, đây là một cái dung dịch dưỡng nha. Rồi, thì mình sẽ xịt một bên này và bên đây không xịt để cho các bạn sẽ tiện đánh giá thử xem là sản phẩm trước và sau khi sử dụng. Và cái quan trọng nhất của nó là nó không có nhớt. Dĩ nhiên là mình xịt một cái liều lượng vừa phải để cho vừa tiết kiệm, chứ không phải là xịt tràn đề ướt nhẹp hết. Và một cái hay nữa của nó đó chính là đó, cái hương thơm. Hương thơm rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Đó, nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi. Đó, là chúng ta nhìn vô là chúng ta đã thấy là nó có một sự bóng bẩy, mà chúng ta rờ vào là nó không có nhớt gì cả nha. Nó rất là láng mịn bình thường. Và cái màu đó là bóng lên. Đó, còn bên đây là chưa có xài dưỡng thì cái độ bóng của nó không có và rất là mờ. Còn sau khi dưỡng vô thì những cái chẳng hạn như bên đây có những cái vết chân chim nó bị nứt nẻ nè, thì bên đây dưỡng vô là nó sẽ dịu bớt và nó sẽ nhòa bớt những cái vết đó. Đó, cái xe này là xe nó phơi nắng khá là nhiều nè các bạn ha, có thể chú ý lên trên đây ha. Đó, những cái vết chân chim là rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi phủ lên nó một cái lớp nhẹ. Đó, các bạn thấy là tôi vừa phủ lên là nó bóng liền một cái nhẹ nhàng lên ha, trước và sau before after là thấy liền. Rồi bây giờ mình đổi thử bên đây ha, camera để cố định một chỗ nè. Đó, mình đang ở một cái vị trí ánh sáng cố định. Rồi bây giờ sau khi mình xịt nhẹ lên, đó là nó bóng liền ngay tức thì, và sờ vô là không nhớt tay. Đó, rất là tuyệt vời. Còn cái chuyện nứt chân chim này thì nó là phơi nắng nhiều quá, nó bị nứt cái sơn luôn rồi, thì chúng ta không thể là khắc phục. Cái đó chỉ có thể là mình xử lý là theo kiểu là mình sơn lại thôi. Nhưng mà chẳng hạn những cái vị trí mà nó không bị nứt chân chim thì nó sẽ dưỡng cái màu cho cái phần nhựa nhám này nó lên rất là đẹp. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mình dọn xe cho khách hàng mà khi mà mình xử lý sau khi hoàn thiện là mình sẽ đều sử dụng để cho có thể một cái chiếc xe nó có thể một cái màu sắc lung linh khi mà giao khách hàng. Đó. Mà ngoài ra cái chai Matte này nó có thể sử dụng rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là tới những cái dàn nhựa nhám đây đi. Đó, chẳng hạn như cái dàn nhựa nhám như thế này bên đây. Đó, dàn nhựa nhám, những cái dàn nhựa như thế này. Rồi, với những cái dàn nhựa nhám này là bạn sẽ thấy công dụng rất là hiệu quả liền ngay tức thì luôn. Đó, nó công dụng còn lẹ hơn cái kia nữa. Các bạn nhìn ha. Rồi, mình sẽ sử dụng nè. Đó, xịt nhẹ. Rồi, thấy liền chưa? Đó, nhìn vô là thấy khác liền.
Rồi phía trên đây nè ha. Rồi mình sẽ xịt nè, rất là nhẹ nha. Đó, xịt vô là thấy khác liền. Đó, chỉ một cái lớp nhẹ vậy thôi là các bạn đã thấy nó khác hoàn toàn. Đó, tuyệt vời, cái màu nó lấy rất là tuyệt vời. Thì cái dung dịch này chúng ta có thể sử dụng để dưỡng những cái vàng nhựa nhám, mà như các bạn biết rồi, khi mà xe chúng ta sử dụng lâu ngày nó sẽ bắt đầu nó bị móc 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 trắng nè. Đó, chẳng hạn như chỗ này nè. Đó, để mình lau khô cái chỗ này ha. Nè, chỗ này bạn thấy nó móc móc trắng không? Đó, rồi mình sẽ xịt nhẹ nhàng vô cho nó hết cái chỗ móc này nè, lấy cái vị trí chỗ này nè. Đó. Đó, nhìn cái chỗ này là rõ nhất luôn. Thấy không? Nhìn rõ nhất luôn ha. Vừa vô một cái là thấy mất hết những cái móc trắng đó liền. Đó, mà tay vuốt vô chà nè, không có gì cả, nó không có nhớt gì cả. Đó, đó nhìn thấy không, chỗ này móc trắng nè. Xịt vô là lấy lại dưỡng liền luôn. Đó, xịt nhẹ nhàng thôi, một phát một qua là xong hết, êm liền. Còn trên đây là chưa dưỡng nè. Đó, chỗ này chưa dưỡng nè. Đó, là móc trắng nè. Dưỡng nhẹ vô một cái, bùa qua một cái là. Những cái bạn mà hay mà bán xe á, những cái bạn mà bán xe cũ thì hay rất là ưa chuộng và tin dùng mua những cái sản phẩm, những cái chai như thế này về. Tại vì chỉ cần hai chai như thế này với giá thành là 400.000 là chúng ta có thể làm được rất là nhiều chiếc xe. Nãy giờ mình mới xài tí xíu thôi ha. Đó, rất là nhiều chiếc xe và có thể dọn bán thì nó là cái rất là hay cho chiếc xe của mình. Rồi, bắt đầu qua chúng ta sẽ sử dụng tới cái chai Wing này để xem hiệu quả trên cái xe có dàn áo bóng thì nó như thế nào ha. Rồi, qua đây bắt đầu dàn áo bóng. Đó, dàn áo bóng nha. Đó, đây dàn áo bóng thì chắc chỗ này là chỗ màu bóng đây. Thì chúng ta hiện giờ nó đang cái màu nó vẫn còn hơi chưa có được bóng lắm, nó vẫn có gì đó nó hơi chìm. Và mình sẽ, camera sẽ focus vào đây để chúng ta sẽ kiểm tra. Rồi bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ lắc. Thật ra mấy bạn nào mà hay ở nhà mà xịt sơn ATM thì xe này nó xài cũng y vậy. Cái quan trọng là khi mình bấm á, mình bấm nó nhẹ đều ra thôi là ok. Với giá thành mà vừa phải, dung tích lớn 600ml như thế này thì cực kỳ hiệu quả. Một cặp này chúng ta có thể sử dụng được cho cả 10 chiếc xe ở nhà. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu tiến hành vô luôn nha. Vô, rồi, focus vô nè. Đó, mình vừa xịt vô là thấy nó hơi mờ ha. Nhưng mà với cái chai mà vàng nhựa bóng á thì nó sẽ phải có một cái công đoạn nữa, đó chính là sử dụng cái khăn sạch để mình vuốt nhẹ nó qua. Đó, là bạn thấy là nó đã bóng hơn rồi đó, bắt đầu là thấy được cameraman trong đây nhiều nè. Đó, mình có thể chú ý là cái hình cameraman bây giờ là hiện giờ nó sáng bóng rồi ha, chỉ mới là vuốt qua vuốt lại 2-3 cái thôi là nó sáng bóng rồi nè. Đó, nhìn thấy được cameraman trong đó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái vị trí khác để mà cho các bạn show up lại một lần nữa. Rồi hồi nãy bên đó thôi, bây giờ qua đây. Rồi, bắt đầu qua bên đây ha. Rồi hiện giờ khi mà lúc mà chưa thì bắt đầu là nó có gì đó nó hơi mờ ảo ảo, nó chưa có bóng lắm. Đó, bây giờ bắt đầu ha, xịt nhẹ nhàng lên. Đó, rồi vừa xịt lên thì nó có vẻ hơi mờ không có gì cả, để cho nó thấm vào vàng áo một tí xíu. Sau đó chà vuốt bằng khăn sạch qua. Đó, mình đánh nhẹ nhàng tí xíu thôi, giống như mình lau xe vậy đó, một cái khăn sạch thôi. Đó là bây giờ là bạn lấy thấy lên không, bóng lưỡng ken như là gương luôn á. Đó, là bây giờ bạn sẽ nhìn thấy cái camera rõ hơn trong đó nhiều như hồi nãy. Hồi nãy thì nó hơi mờ đó, sau khi xử lý xong đó, hoàn toàn một cái sự khác biệt rất là lẹ. Cái quan trọng nhất của cái sản phẩm này đó chính là tốc độ. Đó, và nó quan trọng là nó không để lại cái sự nhớt. Còn nếu mà các bạn lấy nhớt bỏ lên á thì đầu tiên nhìn vô nó bóng nhưng mà chạy sẽ rất là nhanh bám bụi. Khi mà nó bám bụi thì nó bạn vừa mới rửa xong một lát sẽ đi rất là dơ. Còn này sau khi bạn xịt xong bạn lau khô sạch sẽ là nó sẽ bóng luôn. Rồi bắt đầu tới con dàn này nhựa nhám nè. Thằng này nhựa nhám nè. Đó, mọi người lại đây coi nè. Đó, vị trí đây ha. Mình sẽ sơn, mình sẽ xịt dưỡng một nửa bên đây. Chai này là chai Wing không phải, mình phải lấy đúng chai của nó. Đó, chai này là của ông Mơ nè. Nó te nè, đó mình sẽ xịt một nửa này nửa kia. Đó. Đó. Nhẹ nhàng đó. Rồi bắt đầu chùi nhẹ một cái nữa. Nếu muốn, còn không để yên cũng được, không có gì cả. Đó, là bạn đã thấy sự khác biệt liền. Bùa một phát một thôi là lên kèo liền. Là nó có lên cái màu nó đậm hơn liền. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ qua bên đây đi. Đây, bên đây là bảo đảm là bên đây là sự hiệu quả hơn nhiều nè. Qua bên đây nè.
Cái này là bảo đảm nhìn vô sẽ thấy hơn, có những cái màu mà nó đen quá thì chúng ta sẽ không thể nào thấy được sự khác biệt. Nhưng với những cái màu mà như thế này, hai, trời ơi nó xám nó bạc hết rồi. Nhiệt độ hơi nắng, hơi nóng rồi nha, nhìn nè, chú ý nè. Rồi vô. Đó. Con này là nó hơi bạc nhiều nên phải hơi lâu một tí xíu. Hơi nhiều một tí xíu. Rồi. Để cho tí xíu cho dung dịch nó thấm đều vào ha. Đó, là mình thấy cái màu sắc nó đã thay đổi rồi. Nó còn mé ở đây nó còn hơi tối nè. Đó, nếu mà những cái chỗ nào mà nó bị lạc màu quá, chúng ta để gần cái vị trí chai xịt sơn lại, chai lột, chai xịt matte này lại là nó sẽ ổn. Nó không phải sơn nha. Tại vì mình nói hoài cái mình quên hoài quen miệng rồi, xong. Đó. Nhẹ nhàng lấy khăn lau qua nè. Đó. Đèn thấm bỏng lại liền. Đấy. Thật ra là các bạn có thể không cần lau. Tại vì nếu mà lau thì nó sẽ giảm đi cái hiệu quả. Mình nghĩ là với cái màu nhám thì chúng ta không cần phải cho nó có độ bóng theo kiểu là giống như là cái chai Wing. Là chúng ta lau để nó nhám mà chúng ta chỉ cần xịt qua là chúng ta để đó là xong rồi. Đó, chẳng hạn như khúc bên này nữa nè. Khúc bên đây nè. Đó, xịt vô nè. Đó, nhẹ nhàng xịt vô thôi. Đen lên bóng lưỡng lên. Đó, lên trên đây nữa nè. Đó. Sạch đẹp. Nhẹ nhàng. Rồi. Với sản phẩm và Wing Matte này các bạn có thể tìm được ở hầu hết tất cả những cái nơi mà bán những cái đồ dành cho xe cộ, hoặc có thể lên trên Shopee và mua cũng được. Mua đâu cũng vậy, miễn là chính hãng của lớp 71, chai Matte và chai Spring, chai Wing ha. Rồi, chào mọi người, hy vọng là mọi người đã có một cái bài bùa thần chú để cho chiếc xe chúng ta lung linh thật là xinh, và chân cạnh kế chậu mai cây mai trước nhà để cho mọi người đều thấy một cái sự đẹp đẽ. Và dĩ nhiên là không thể nào mà nẹt bô thiếu cái sự nẹt bô đón Tết vào đêm giao thừa rồi. Ok, chào mọi người, nhớ nẹt vừa vừa thôi, không hàng xóm mà cầm dao qua chém đó nha. Chào mọi người.